triển lãm VIMS 2017 năm nay đặc biệt có sự tham gia của ba ông lớn trong phân khúc mô tô phân khối lớn, bao gồm Harley Davidson, Triumph và Royal Enfield. Trong đó, Harley Davidson gây ấn tượng riêng với dòng Softail 2018, gồm 8 mẫu xe mới, vừa được ra mắt tại thị trường Mỹ vào tháng 8 năm nay. Harley Davidson Softail 2018 vẫn mang kiểu dáng cổ điển truyền thống, toàn bộ dòng xe đều được trang bị cặp phục nâng cấp do hãng Suwa sản xuất ở phía trước, hệ thống đèn LED có tên Daymaker. Softail phiên bản 2018 được bổ sung khung gầm mới nhẹ hơn 34%, giúp trọng lượng của xe giảm 15,8kg so với phiên bản cũ. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc nhanh hơn, linh hoạt hơn so với các mẫu xe trước. Bên cạnh đó, khối động cơ mới Milwaukee S cũng sẽ được trang bị cho dòng xe Softail 2018 mới này. Lần đầu tiên tham dự triển lãm VIMS, thương hiệu mô tô đến từ Anh Quốc Triumph đã đem đến gian hàng của mình 11 mẫu xe ấn tượng, khiến khách tham quan không thể không chú ý. Các tín đồ mê phong cách hoài cổ có thể bắt đầu với mẫu xe Street Twin và các mẫu mã mới nhất trong dòng model Classic Bonneville. Dòng xe Triumph Street Twin là dòng xe thừa kế truyền thống thiết kế của Triumph, pha trộn với những đường nét trẻ trung hiện đại cùng với những công nghệ được áp dụng trên tất cả các dòng xe của Bonneville như Drive-by-Wire, Traction Control ABS và Slip Clutch Assist. Đây là dòng xe chủ lực của Triumph Việt Nam trong thời gian tới với độ cao yên chỉ 750mm, vị trí đặt ghi đông cao vừa phải, thuận tiện và vô cùng linh hoạt. Động cơ 900 phân khối với 55 sức ngựa mang đến cho Street Twin sức mạnh đủ để len lỏi trong những đường phố đông đúc tại thành phố và tự tin phiêu lưu trên những cung đường ngoại ô. Ngoài Street Twin, Triumph cũng trưng bày hàng loạt mẫu xe mới nhất được người hâm mộ mong chờ. Dòng xe Roadster và Super Sport sẽ luôn thu hút các biker yêu thích kiểu dáng hầm hố và tốc độ cao với các mẫu xe Speed Triple và Street Triple. Những tâm hồn có sở thích xê dịch có thể lựa chọn các mẫu Tiger 800S, Tiger Explorer và Tiger Sport. Đến với triển lãm VIMS 2017 lần đầu tiên, Royal Enfield đã trưng bày bộ ba dòng xe chủ lực của hãng tại Việt Nam và đó cũng là bộ ba làm nên tên tuổi của hãng, bao gồm dòng Standard Street với đại diện là Bonnet 500, dòng Retro Street với Classic 500 và dòng Cafe Racer với mẫu Continental GT. Royal Enfield Classic 500 được phân phối tại Việt Nam có màu sơn chrome, đen, xám và xanh quân đội. Trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của phiên bản Classic 500 màu chrome. Hầu hết các chi tiết kim loại trên thân xe đều được mạ chrome sáng bóng, kể cả phần ống xả, bình xăng, chắn bùn trước sau. Classic 500 được trang bị khối động cơ 499 phân khối, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử, sản sinh công suất tối đa 27,2 mã lực tại giải vòng tua 5.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 41,3 Nm tại vòng tua 4.000 vòng trên phút, kết hợp với hộp số côn tay 5 cấp. Continental GT được xem là mẫu mô tô huyền thoại tuyệt vời nhất mọi thời đại mà Royal Enfield sản xuất. Chiếc xe được trang bị động cơ xi lanh đơn, làm mát bằng gió, dung tích 535 phân khối, sản sinh công suất tối đa 29 mã lực tại 5.100 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 44 Nm tại 4.000 vòng trên phút.